Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ hai Chủ nhật thường niên 5B. Chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa theo Thánh Gioan và chúng ta dành ít phút để suy niệm về lời của Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10, Andre, anh ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon em mình trước hết và nói với ông: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Và ông dẫn em mình tới gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là đá." Anh chị em thân mến, trong mối tương giao xã hội có hai vấn đề được quan tâm. Một là tiền, hai là sự nổi tiếng. Trước tiền, tôi xin được nói về tiền. Cha ông Việt Nam đã có câu: "Vì thương bất phú, muốn làm giàu thì phải kinh doanh." Mà một trong những yếu tố để việc kinh doanh thành đạt, người ta phải nói đến quảng cáo. Quả thật, trong thời kinh tế thị trường này và trong cái thế giới phẳng này hôm nay, quảng cáo đóng một vai trò thứ yếu, không chỉ về chiều rộng nhưng còn chiều sâu và cả về kỹ thuật. Xét về chiều rộng, quảng cáo có mặt khắp nơi, từ kinh tế tư bản đến nền kinh tế theo khuynh hướng xã hội. Xét về chiều sâu, quảng cáo đã làm thay đổi tư duy và ảnh hưởng đến đời sống văn hóa của nhiều người trong các tầng lớp xã hội. Và xét về chiều kích kỹ thuật thì quả thật, quảng cáo hôm nay đã đạt tới trình độ tuyệt đỉnh qua hệ thống truyền thông đại chúng. Cụ thể là trên các kênh thông tin như báo chí, Internet, Facebook, với một mục đích thuyết phục quần chúng mua một món hàng hay một dịch vụ. Nghệ thuật quảng cáo chủ yếu sử dụng những yếu tố hấp dẫn từ mẫu mã, màu sắc nhằm vào thị hiếu của người tiêu dùng. Còn chất lượng như thế nào thì không phải là ưu tiên hàng đầu của quảng cáo. Bởi quảng cáo trước tiên là nhằm đến lợi nhuận, chứ không phải vì thiện ích của người tiêu dùng. Chẳng thế, bao nhiêu người đã ngước mặt kêu trời vì quá tin vào quảng cáo, không những tiền mất mà còn tật mang. Chẳng hạn vì muốn có một vóc dáng đẹp và đề phòng sự nhiễm độc trong môi trường đầy ô nhiễm, người ta quảng cáo nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng về detox, giải độc cơ thể, tạo ra một trào lưu sử dụng các dòng sản phẩm về thực phẩm chức năng được quảng cáo một cách rầm rộ anh chị em ạ. Và được đề cao như là thần dược cho sức khỏe, giúp giải độc cơ thể, giảm cân, và người ta đua nhau mua để rồi tiền mất tật mang. Và chắc chắn anh chị em ở đây, nhiều người cũng đang sử dụng thực phẩm chức năng, hy vọng rằng mình giữ được một cơ thể đẹp, tránh được nhiều bệnh tật. Thế nhưng mà anh chị em biết không, mấy ngày qua
cư dân mạng đang bàng hoàng khi người công ty sản xuất mỹ phẩm của người mẫu Phi Thanh Vân bị đình chỉ hoạt động vì sản phẩm của công ty chỉ toàn là hàng giả, không đúng với nội dung được ghi trên bao bì. Người tiêu dùng luôn bị quảng cáo lừa bịp. Anh chị em, chiều kích thứ hai mà tôi muốn nói với anh chị em chính là sự nổi tiếng. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng thốt lên: thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Và vì thế tuổi trẻ hôm nay đi tìm một phút huy hoàng qua việc tự quảng cáo về chính mình, gọi là PR, Public Relations. Vì mình có một gương mặt đẹp, một vóc dáng xinh, một khả năng nào đó, vội vàng khoe ra cho mọi người biết qua các phương tiện truyền thông hiện đại hôm nay, như là YouTube, như là Facebook. Vì muốn nổi tiếng, nhiều bạn trẻ sẵn sàng phô bày tất cả hình ảnh của cơ thể mình, hoặc là buông những lời thô tục lên mạng, chỉ mong được nhiều người nhắc tới, để tên tuổi của mình không bị chôn vùi trong cõi tịch liêu. Ôi, thật buồn biết bao, phải không anh chị em? Giữa những tiếng thở dài ngao ngán trong dòng đời như thế, thì tin mừng hôm nay đã cho chúng ta một niềm vui về một chúng ta, niềm vui về một con người. Gioan đã có thể tìm cho mình một vinh quang trần thế qua những tiếng tung hô của người đương thời. Gioan chỉ cần mở miệng tuyên xưng: tôi là đấng mà các ông đang mong đợi đó nè. Chắc chắn Gioan sẽ được trọng vọng, sẽ có một chỗ nhất trong hàng bô lão và kinh sư, sẽ được toàn dân cung kính cúi đầu mỗi khi đi ngang qua đâu đó. Nhưng tìm vinh quang đó để làm gì khi mà vinh quang đó không thuộc về mình? Gioan không đánh mất chính mình vì bã vinh quang phù phiếm. Ngài không muốn mang tiếng là thùng rỗng kêu to. Ngài biết rõ mình là ai, chỉ là một tiếng ngô trong sa mạc, là một con người được sai đến để dọn đường. Và vì thế Ngài không ngần ngại chỉ cho các môn đệ biết về con người của Đức Kitô. Đây trên Thiên Chúa, đây là đấng mà Ngài đã hơn một lần minh định: tôi không xứng đáng cúi xuống để cởi dây giày cho Ngài. Và còn đi xa hơn, Ngài còn mạnh dạn tiến cử các môn đệ của Ngài đi theo Chúa Giêsu. Đứng trước một chứng tá như thế, quả thật chúng ta đón nhận được một niềm vui to lớn, xóa đi nỗi ưu tư khắc khoải khi đối diện với một thời đại mà người ta sẵn sàng làm tất cả để kiếm cho được một chút nổi tiếng. Vì bã vinh hoa mà người ta khoe thân mà quên đi đó là đền thờ của Thiên Chúa. Người ta dùng những lời nói thô tục để chứng tỏ mình mà quên đi ngôn từ là phương thế để kiến tạo hòa bình. Người ta chiếm đoạt điều không thuộc về mình một cách trắng trợn mà quên đi con người chẳng có gì khi đến trần gian, chỉ hai bàn tay trắng. Gioan đã thắp sáng niềm hy vọng giữa thế sự bôn chen này và cho chúng ta nhận ra rằng vinh quang đích thật chính là làm cho danh Chúa được cả sáng và làm chứng cho tin mừng. Anh chị em, niềm vui thứ hai mà tin mừng hôm nay mang lại cho chúng ta chính là sự xuất hiện của Đức Kitô. Tâm điểm của tin mừng là Đức Kitô, và người chính là đấng mà muôn dân trông đợi. Thế mà người hiện diện thật lặng lẽ, không kèn, không trống, không những tờ bích chương quảng cáo lộng lẫy, không người tiền hô hậu ủng. Vâng, tin mừng không điều gì để phải quảng cáo cả, vì tin mừng giống như một hạt cải nhỏ nhoi chẳng ai biết tới. Nhưng khi được gieo vào lòng đất, hạt cải nhỏ nhoi ấy sẽ mọc lên thành cây cao to lớn mà mọi giống chim trời có thể đến cư ngụ được. Người ta chỉ quảng cáo những gì không thuộc về mình, những gì là giả dối, còn tin mừng là sự thật. Để ai tin vào tin mừng thì nhận được ơn cứu độ. Bởi thế,
Khi Chúa thấy các môn đệ Gioan đi theo mình, người không cần đưa ra những chiêu thức để lôi cuốn. Và khi biết các môn đệ đến gặp Chúa như tìm gặp một người thầy, Chúa không PR cho chính mình bằng những lời có cánh, không dùng lời hùng biện để gây ấn tượng, nhưng là nhẹ nhàng, hãy đến mà xem. Chỉ có thế, Chúa Giêsu đã thuyết phục được các môn đệ. Họ xem thấy gì? Thưa anh chị em, họ xem thấy gì? Thừa thấy một con người khiêm cung và hiền lành, thấy một con người nhân từ và đầy lòng trắc ẩn, thấy một con người không nói về mình nhưng nói về Chúa Cha, không trình bày về một chương trình đồ sộ nhưng là về một lòng thương xót. Anh chị em, quả thật sự hiện diện của Chúa đã làm bừng sáng giữa chúng ta, tràn đầy một niềm vui, bởi cuộc sống chúng ta đang chất nặng quá nhiều ưu sầu, vì mối tương giao giữa con người với nhau đang đối diện nhiều thách đố. Khi mà niềm tin đang chết dần chết mòn, niềm kiêu hãnh, sự phô trương, lối sống hưởng thụ ích kỷ đã làm cho người ta đang dần đánh mất chính mình, và rồi hình như mỗi người chỉ còn mặc lấy cho mình một dáng vẻ bên ngoài đầy giả tạo, thiếu sự chân thành. Giữa một bầu khí u ám, vợ chồng không còn tin tưởng lẫn nhau, cha mẹ con cái nghi kỵ nhau, mối tương giao cộng đoàn cũng không còn là sự đỡ nâng cho nhau, thì sự hiện diện của Chúa Kitô quả thật là một niềm vui khôn tưởng. Bởi chính người, chính từ nơi Chúa, con người học được cách thế để kiến tạo được niềm vui trong cuộc sống. Và chính Chúa chứ không ai dạy cho con người hiểu đúng về giá trị của cuộc đời, không gì hơn chính là biết cho đi, biết phục vụ lẫn nhau trong yêu thương. Amen.